Hey Ghế xin được chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Giọng Ái Giọng Ai. Chúng trở lại của cô gái xinh đẹp rất duyên dáng Sam. Muốn hỏi thăm nhẹ chút, gia đình nhỏ của em với Karik sao rồi? Dạ thì tụi em cũng có phát triển nhẹ. Nhưng mà sao cứ mời có mình em mà em buồn dễ sợ. Tại vì Karik nó sợ đó, em có mời mà từ chối. Thì em yên tâm đi, không sao, ta sẽ đưa anh Đức tới ngay. Em nghĩ là không phải là anh Đức là dành cho em đâu, bởi vì nói như vậy là không có được. Bởi vì vị khách mời tiếp theo nè, hãy gặp gỡ với Diệu Nhi. Hơn 3 năm vừa trước, chưa bao giờ báo chí được biết anh Đức vô tình yêu mến Diệu Nhi. Anh không có nói, tại vì cái hành động của em làm là cho anh nản, anh bỏ cuộc liền. Kiểu làm cho đối phương cảm thấy, ồ đối phương không xứng đáng với mình. Ngày xưa em không đẹp nhưng mà em không có bị rỗ nhiều như anh Đức. Lúc đó còn bé mập lắm. Hãy cùng chờ đón Phương Trinh, Julie và Nam Cường. Có một cái sự hài hòa không hề nhẹ. Quá hài hòa. Cái này là một cái sự mà hẹn trước, hẹn hò trá hình. Hôm qua em nói với anh là em mặc đồ vàng rồi mà sao tự nhiên anh mặc như y chang. Trời ơi, sao đừng có nói trước cái chuyện đó ra. Em ơi, không có chuyện đó, mới công ta hiểu lầm nữa. Mai báo đăng đó, đại nghĩa Nam Cường, tình trong như đã mất ngoài còn ê. Thôi bỏ qua cái chuyện đó đi, đừng có nói nữa. Tao vui rồi mình ra bây giờ. Bảy gương mặt bây giờ. Em ơi, tại vì ăn đồ biển. Thiệt dân ở biển á là hát giọng rất dày nha. Em ở Phan Thiết nè. Xưa đi tắm biển ngoài. Bé Phan Thiết đó. Không, em hát hay mà. Hát xong muốn phan cái thiết vô mặt nó ghê. Nhìn cái kiểu này giống như ca sĩ thiệt. Có yêu nhiều không? Người đã có biết quý em hay yêu thương em thật lòng. Sao giờ mai tôi mới hát vậy? Anh cũng vậy luôn. Chương trình mới đi kỳ vậy. Cái miệng nó nắng nót quá, mà khi mà nắng nót quá điệu quá đó, hơi nó không có ra được. Không hay. Gì vậy? Hết hồn à? Không hay hả? Không hay gì sao? Có nhiều uẩn khúc. Mình chưa thấy nhau. Ai đứng vô? Sẽ chẳng còn nhau. Đón xem tập 14 Giọng Ái Giọng Ai phát sóng vào lúc 19:30 thứ bảy ngày 3 tháng 11 năm 2018 trên kênh HTV7.